Công Phượng xuống sắc rõ rệt khi sang Nhật chơi bóng. Bức ảnh hiếm hoi của Công Phượng do một cầu thủ ở câu lạc bộ Yokohama đăng tải. Dù đã lên đường sang Nhật Bản phát triển sự nghiệp, nhưng những thông tin liên quan đến cầu thủ Công Phượng vẫn nhận về rất nhiều sự quan tâm. Thời gian qua, việc chân sút trẻ liên tục ngồi ghế dự bị trong các trận đấu của câu lạc bộ Yokohama khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Trong một diễn biến khác mới đây, một đồng đội của Phượng Núi ở Nhật đã đăng tải khoảnh khắc hiếm có khó tìm của ông bố trẻ ở lần lên sóng này, công phượng diện áo hoodie, quần thun, chân đi dép lê bế trên tay một em bé vô cùng đáng yêu. Bức ảnh đời thường của công phượng gây chú ý lớn, đặc biệt kể từ khi sang nhật chơi bóng, ngoại hình của anh có phần dài dặn hơn trước. Đặc biệt ở góc chụp nghiêng, chân xuất xứ nghệ không khá gầy gò, làm da sạm đen. Nhưng bù lại anh lại bắt nhịp khá nhanh, tạo được mối quan hệ thân thiết với rất nhiều cầu thủ của câu lạc bộ Yokohama. Kết thúc V-League 2022, bản hợp đồng của Công Phượng và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức hết hiệu lực. Phượng đã quyết định không gia hạn thêm, tìm cơ hội ra nước ngoài để thử sức với bản thân. Bến đổ mới của chân sút xứ nghệ chính là câu lạc bộ Yokohama FC của Nhật Bản và bản hợp đồng sẽ kéo dài 3 năm. Được biết, đội bóng này đang thi đấu tại J-League 1, giải đấu cao nhất của Nhật Bản. Tôi rất vui khi được gia nhập Yokohama FC, đây là khởi đầu mới trong sự nghiệp thi đấu của tôi giải đấu mới đồng đội mới và thách thức mới đang chờ đợi tôi phía trước nhưng tôi đã sẵn sàng để đối mặt và giúp câu lạc bộ có thêm những thành công tôi sẽ luôn cố gắng hết sức khi khoác áo yokohama fc hãy ủng hộ chúng tôi trong những trận đấu sắp tới tôi rất mong chờ được gặp các bạn chia sẻ trước đó của công phượng thông qua trang chủ của câu lạc bộ mới